Bài cho son với em, cho son của Gani đang phải tách thêm một dân nữa đi dò. À, hai voi rồi. Thêm bãi quả nữa thì mát. Gani cần thêm một bài, cần thêm một bãi quả nữa thì có một bài cầm cho son phũ. Một bài cho son ép đời vào thi đấu ở thời điểm ban đầu. Bởi vì trận đấu này cung bên mình là hơi lởm hơn họ một chút ở thời điểm đầu. Cung mình là hơi lởm hơn họ một tí. Bài dũng con thì đã đủ đồ rồi. Móc binh về đồ luôn. Vâng, ui 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 ui, mày, mày quá. Vâng, xem mấy ông thần này câu voi, xem mấy ông thần này câu voi đau tim quá. Đang chờ gỗ thì đóng chiếc bên gỗ đầu tiên. Một chiếc bé ăn gỗ sẽ đẹp đây. À, một chiếc bé ăn gỗ điểm 10 dành cho Dũng con. Gani vẫn đang trên đường câu voi. Vâng, dò thấy cái gì thì cứ ăn hết đi. Bài của Dũng chỉ dò tầm độ 5% thôi. Mày lên nào đúng không? Mày độ dưới đúng không? Mày ở dưới thì bên đó mới quân quân xấu bài xấu đấy. Bài đẹp từ lúc vãi rồi. Bây giờ bài đẹp xuống hoa C đâu? Đang thắng 1C. Ảo à? Đang thắng C mà. À, chúng ta cùng phỏng vấn he he xem cái bài này anh sẽ kích ở trong bao nhiêu. À, trận đấu này thì Gani sẽ kích ở đề 2 ở các là 8, à chưa đến 8, 755 và bài lên xong sẽ rất nhiều lực đây. Bảy năm năm sự ăn cái bầy hiêu này làm gì nữa. Ăn xong ăn làm cái gì nữa chứ, lại bài thừa đồ rồi. Hai voi hai quả phụ. Đúng con, đúng con kích đời khá lâu rồi, đang trên đường cơ cấu nhà cửa. À, Dũng con cầm cạnh AC, Gani cạnh Yamato. Lại một cái thế bài Dũng. Ôi, AC dò 28%, Yamato dò 16%, đánh với 25 dần. Không phải, không phải là một bài kích sớm của IA đâu. Oh, chưa biết được làm một lần nữa nhé. Rồi, dạy ướm miếc kinh thế rồi. Ướm miếc. Lại một bài nữa mà 26+1 sẽ kích đời rất sớm đây. BA được xây trồi hẳn lên, chia hẳn trên dốc. Bây giờ Dũng con toàn chơi kiểu ép cung sớm thôi, chém họ sang là mình cũng có bánh xe chạy rồi. Cung tê xin cung tê dường như bài của cô bạn đã chạy dò rồi thì phải. Dũng con vẫn đang cố mót lốt cái cây gỗ ở ngoài thì có thể về cơ cấu ruộng. À, sao lại đẩy đi? Sao lại đẩy đi? Biết ai cạnh mình đâu mà lại đẩy đi? Mạo hiểm quá không? Ôi, liều ăn nhiều. Không phải lo. Thời buổi này thằng nhiều tiền chứ chắc đã không còn liều. À. Gani. À, Gani cạnh Yamato. Yamato của đầu cô bại cầm.
Nhà một tổ dường như muốn khung nhà mình lại. Con ngựa giò công giáp đầy đủ, đang có ý định ăn dần bãi vàng của Gunny. Thế nhưng Gunny gom dần lại, chơi luôn. Vâng, tên đầu sóc tưởng sóc hết chém, không được gấp bánh xe. Chơi luôn. Vâng, bên họ chưa ai lên đời cơ. IA chuẩn bị mất hết số dân bãi gỗ này rồi. IA vừa mới lên xong. Vâng, bãi gỗ của mình hở kìa. Ôi, thôi, nhường. AC Dũng còn cung tế, ơi, mới dậy được có một A thôi. Hay lắm mình Dũng ơi. Đảo, bắn chết mày này. Gunny cũng có một P thủ lại Yamato rồi, Yamato như đang muốn đóng P. 2L, 1P. Bánh xe rất khỏe đến từ Yamato. Thôi tôi lại sang AC luôn. Mình có P thủ lại Yamato rồi. Vâng, đi đường kia, đấy đường đấy. Chạy khá dài đấy. Đây rồi, AC. AC Rian. Cũng kín rồi. Kín rồi thôi. Mình công P Yamato luôn. Răng P giữa bản đồ luôn. Tránh bắt để bắt những con chém của Yamato công vào nhà Dũng con. Bây giờ cái gì đấy? Lông dân này. Lông dân à? À cung T. Phút thứ 16 rồi còn mang cung T đi công. Kinh hồn. Bây giờ cho con giò vào trước, xử con P của họ. Xong rồi chém đéo đéo theo sau. Đấy, có bài cả rồi. Rất lộc. Hoàng Mai Nhi có những tên hù rất lộc. Và Yamato bây giờ đang khá khỏe. 2L vẫn đang vắt đều. Vâng, Dũng con, sao đi anh? Vâng, bị lọt ba con chém vào trong nhà. Ôi chơi, công giáp đầy đủ đấy. Nhưng những ba con chém này sẽ mất thôi. Những tên chém tiếp theo đang lao lên. Ôi, AC công lên luôn. Ôi, hỏng rồi. Gunny. AC đã không được kín nhà mình rồi anh ạ. Bây giờ Dũng con đang bị 2-1. Dũng con vẫn đang đỡ nhà, vẫn đang miệt mài đỡ nhà. Vâng, tôi này đen nhà để vào trong. Vâng, bãi gỗ Dũng con đang bị những con chém Yamato quấy rối. Dũng con đang rất thiếu gỗ ở sóc cùng giờ. Đấy, có cái con này có nhiều chém không đấu được này. Nhưng cùng giờ AC lên rất đều. Vừa hết tên này tên sau đã lên. Chưa kịp đỡ tên đằng sau lại còn đi cả Yamato nữa. Yamato rất khỏe. Cái bài Yamato 25 dân lên xong sóc 2L 1P xong rồi lưng cả bánh xe. Dũng con bây giờ đang khởi nghĩa luôn cả dân. Từng đỡ được không? Yeah, khỏe thế à rồi. Rất đông chém đến từ Yamato. Ôi hỏng à. Khó rồi. Tỷ số là 2-1. Cứ tưởng AC do 28%. Thế nhưng mà AC đã thu hốc thành công. Tỷ số là 2-1. Tạm nghiêng về Hà Nội trong xe.